Chân Mệnh Đế Tiên tập 46. Diệp Đế Hào nói công cũng không phải là sai. Hôm đó đúng là Sở Huyên bảo Phong Ảnh cùng luyện với Diệp Đế Hào. Chỉ là điều khiến cô không ngờ tới đó là hình độn Phong Ảnh huyền cấp lại bị Diệp Đế Hào đánh cho tàn tạ như thế này. Chuyện này có thể trách ai được chứ? Sở Huyên tức tối, muốn trách thì trách cô đã quá tự tin với hình độn Phong Ảnh, muốn trách thì trách cô đã đánh giá quá thấp đồ đệ của mình. Còn nếu như tiếp tục kiếm cho anh một hình nộm khác để luyện thì cũng có một kết cục thành đống sắt vụn y hệt như thế này mà thôi. Cút đi! Sở Huyên tức tối mắng. Vừa nghe vậy, Diệp Đế Hào giật bắn mình, vội quay người chạy thẳng hướng xuống núi. Anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chỉ sợ Sở Huyên lôi mình lại đánh cho một trận. Thấy bóng Diệp Đế Hào đi xa, Sở Huyên mới liếc mắt nhìn hình nộm Phong Ảnh đang nằm trong hố sâu. Trong đôi mắt ngoài mang theo ánh nhìn tức giận thì còn thêm cả sự kinh ngạc nữa. Mình đã đánh giá thấp tên tiểu tử này rồi. Sau cơn tức giận, Sở Huyên lại nở nụ cười. Cô biết rõ sức mạnh của Diệp Đế Hào, những đồ đệ ở cảnh giới chân dương bình thường sẽ không làm gì được anh. Thế mặc dù Phong Ảnh bị Diệp Đế Hào phá thành đống sắt vụn, nhưng suy cho cùng thì Sở Huyên vẫn cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên. Rồi có ngày, người nhất định sẽ vang danh đại sở. Sở Huyên khẽ mỉm cười. Vù! Sở Huyên vừa dứt lời, ở một hướng của Ngọc Linh Nữ vang lên âm thanh khác thường khiến cô bất giác quay đầu. Trong đôi mắt hãy còn mang theo ánh nhìn đầy vui mừng. Linh Nhi xuất quan rồi. Diệp Đế Hào chạy một mạch xuống khỏi Ngọc Nữ Phong. Anh hít hà linh khí trong lành trong bầu không khí. Wow! Diệp Đế Hào hít vào một hơi thật sâu, ngắm nhìn nội môn trong tầm mắt. Trước mặt anh, mây mù giăng lối, từng linh sơn xen nhau, sơn phong xinh đẹp, cây cổ cao chọc trời. Trong những nơi sâu nhất được che phủ bởi cây cối, còn có rất nhiều đình đài lầu các, mỗi một tòa đều có vân khí bao quanh. Linh khí còn dày hơn gấp 3 lần ở ngoại môn. Vừa đi, Diệp Đế Hào vừa lẩm bẩm, không hổ là nội môn, đệ tử ở cảnh giới chân dương không ít. Ấy! Khi nhìn thấy Diệp Đế Hào, những đệ tử đi qua đều không khỏi liếc mắt nhìn, chỉ trỏ trỏ, chốc chốc lại xì xào bàn tán. Chính là tên tiểu tử này, chôn sống gần 100 đệ tử ở nội môn, còn lột sạch đồ bọn hắn. Chỉ mới ở cảnh giới ngưng khí, tên này đúng là mạnh dị thường mà. Trên đường đi, Diệp Đế Hào còn nghe thấy những lời bàn tán này. Anh đương nhiên không thèm đếm xỉa, cứ thế đi một mạch rồi dừng chân trước một tòa lầu các đại khí dồi dào. Vạn Bảo Các. Diệp Đế Hào lặng nhìn tấm hoành treo giữa lầu các. Trên tấm hoành còn viết ba chữ Vạn Bảo Các. Nội môn cũng có Vạn Bảo Các sao? Anh xoa xoa cằm, khẽ giọng nói, rồi nhìn đệ tử nội môn đang ra ra vào vào. Anh cũng sải bước vào trong. Giống với Vạn Bảo Các ở ngoại môn, Vạn Bảo Các ở nội môn này cũng như một thế giới riêng. Không gian rộng lớn, những món đồ được sắp xếp nhiều vô kể, trông hoa cả mắt. Đủ loại từ linh dịch, linh khí, linh thảo, huyền thuật, công pháp. Cái gì cần có đều có. Diệp Đế Hào, phải không? Giọng nói già nua vang lên bên tai, khiến Diệp Đế Hào bất giác quay đầu nhìn. Vừa nhìn thấy người này, mắt anh đã sáng lên. Người vừa nói là một lão già, giống Bàng Đại Hải ở Vạn Bảo Các ngoại môn. Bụng ông ta cũng to, đôi mắt sáng có thần. Điều quan trọng hơn cả là ông ta trông giống hệt với Bàng Đại Hải. Diệp Đế Hào hoài nghi ông ta có phải là anh em song sinh với Bàng Đại Hải hay không. Trưởng lão biết con sao? Sau giây phút ngỡ ngàng, Diệp Đế Hào nhìn lão già kia bằng ánh mắt thăm dò. Thừa lời, e rằng ở Hằng Nhật Tông này ai cũng biết hết người đây. Vừa nghe vậy, Diệp Đế Hào liền ho hắng. Cũng đúng thôi, muốn trách thì trách anh đã gây nên động tĩnh quá lớn ở nội môn. Chỉ việc này cũng đúng khiến danh tiếng của anh vang xa rồi. Ta là Bàng Đại Xuyên ở Vạn Bảo Các trong nội môn. Lão già kia ngồi lên chiếc đệm hương bổ, cũng vì biết sự tò mò của Diệp Đế Hào nên lại nói thêm một câu. Bàng Đại Hải ở Vạn Bảo Các ngoại môn là huynh trưởng của ta. Vừa nghe vậy, Diệp Đế Hào đảo mắt tỏ vẻ bất ngờ. Ca ca của người ở ngoại môn, người làm đệ đệ lại được ở nội môn, liên quan gì đến người? Diệp Đế Hào vội vàng ho hắng, quay người đi vào trong. Anh giống như đang đi mua mớ rau vậy, chọn chọn lựa lựa,
vừa nhìn ngắm đồ vừa tặc lưỡi suýt xoa. Những món đồ bên trong vạn bảo các ở nội môn còn nhiều hơn rất nhiều so với ở ngoại môn, vả lại giá cả cũng không tầm thường. Cái bình ngọc tịnh này không tồi à. Diệp Đế Hà xoa xoa cầm một cái bình ngọc tịnh lên. Ngọc tịnh bình sáng lấp lánh là một món binh khí không tồi. Thế nhưng vừa nhìn tới cái giá, kể là Diệp Đế Hào với tài sản của hiện tại thì cũng không khỏi nuốt nước bọt. Anh tự giác bỏ bình về vị trí cũ. 300.000 linh thạch, ông còn tàn nhẫn hơn cả Bàng Đại Hải nữa. Diệp Đế Hào thầm mắng chửi trong lòng, anh nhấc chân rời đi. Trong lúc này Diệp Đế Hào triệu hồi tiên hỏa không chỉ một lần, với hy vọng tiên hỏa có thể dẫn anh tới món bảo bối nào đó. Thế nhưng là cuối cùng thì tiên hỏa vẫn nằm im không động đậy. Sau 3 canh giờ, Diệp Đế Hào dạo một vòng, anh ưng rất nhiều bảo bối, nhưng ngạch nổi giá lại quá cao. Lại quay về phía trước quầy, Diệp Đế Hào ghé tai Bàng Đại Xuyên, khẽ giọng nói, Bàng trưởng lão, chỗ người có linh phù hay không? Bàng Đại Xuyên vẫn cầm chuỗi hạt ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ. Nghe Diệp Đế Hào nói vậy thì hé mắt liếc nhìn Diệp Đế Hào. Linh phù cũng có nhiều loại, ngươi nói loại nào? Là loại trong linh phù có phong ấn linh lực ấy ạ. Chính là loại đặt trong hình nộm ấy ạ. Người nói là loại tụ linh phù phải không? Hình như vậy ạ. Ngay sau, Bàng Đại Hải nhướng mày, ông ta liếc nhìn Diệp Đế Hào lần nữa. Chỉ có hình nộm mới có thể dùng tới tụ linh phù. Ngươi dùng nó làm gì? Lẽ nào trong tay ngươi còn có cả hình nộm huyền cấp hay sao? Còn không có hình nộm huyền cấp, nhưng còn có một hình nộm nhân cấp. Diệp Đế Hào nói rồi gọi hình nộm Tử Huyên ra. Ấy! Vừa nhìn thấy hình nộm Tử Huyên mất một tay, Bàng Đại Xuyên thoáng qua ánh mắt khác thường. Sao hình nộm này lại ở chỗ ngươi? Trưởng lão biết hình nộm này à? Diệp Đế Hào ngỡ ngàng nhìn Bàng Đại Xuyên. Chỉ thấy Bàng Đại Xuyên khẽ hút râu. Hình nộm này chính là một trong những hình nộm đầu tiên mà đại trưởng giáo đầu tiên của Hằng Nhật Tông luyện chế ra. Chỉ vì khả năng không hoàn thiện nên bên địa bị niêm phong lại. Sao lại ở trong tay ngươi chứ? Còn mua nó ở Vạn Bảo Các ngoài môn. Diệp Đế Hào không giấu giếm. Đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Bàng Đại Xuyên khoát tay, sau đó dây dây trán lẩm bẩm một câu chẳng mấy dễ chịu. Đại ca của ta ơi, sao cái gì cũng lấy ra bán chứ không biết. Trưởng lão, rốt cục có tụ linh phù dùng được cho hình nộm này không ạ? Ở một bên, Diệp Đế Hào chẳng có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện vớ vẩn giữa hai ông mập Bàng Đại Hải và Bàng Đại Xuyên. Điều anh quan tâm chính là tụ linh phù dùng được cho Tử Huyên. Tụ linh phù chỉ có hình nộm huyền cấp mới có thể dùng được. Bàng Đại Xuyên trả lời một câu, hình nộm của ngươi đương nhiên là nhân cấp, vả lại còn chưa hoàn thiện, độ cứng của cơ thể còn xa mới đạt được tiêu chuẩn. Cho dù bán tụ linh phù cho ngươi, thì triển một huyền thuật thì nó đều có khả năng có thể tan thành. Vả lại tụ linh phù và huyền linh phù đều cần phải phối hợp sử dụng. Người có huyền linh phù không? Diệp Đế Hào gãi đầu ái ngại. Anh đương nhiên biết trong cơ thể hình nộm huyền cấp có hai đạo linh phù, nhưng không ai nói cho anh biết đạo linh phù còn lại là huyền linh phù. Hóa ra linh phù phong ấn huyền thuật và mật pháp tên là huyền linh phù. Diệp Đế Hào tò mò mở túi đựng đồ ra, nhìn vào đạo linh phù phát sáng bên trong. Đó chính là huyền linh phù, là thứ linh phù bên trong cơ thể phong ảnh mà anh lấy được. Bàng trưởng lão, vậy làm thế nào mới có thể khiến hình nộm nhân cấp thăng cấp lên huyền cấp được ạ? Thu lại ánh mắt, Diệp Đế Hào nhìn sang Bàng Đại Xuyên. Cái này đơn giản. Bàng Đại Xuyên không giấu giếm gì nói tiếp. Hình nộm huyền cấp và nhân cấp có điểm khác biệt lớn nhất chính là chất liệu làm nên chúng. Cơ thể của hình nộm huyền cấp rắn chắc hơn hình nộm nhân cấp. Muốn thăng cấp cho hình nộm nhân cấp lên huyền cấp thì ngươi phải dùng chất liệu thượng đẳng luyện vào cơ thể hình nộm. Nói như vậy thì sau khi tôi luyện hình nộm nhân cấp có thể trở thành hình nộm huyền cấp rồi sao? Diệp Đế Hào hỏi thăm dò. Làm cái gì mà đơn giản thế được? Bàng Đại Xuyên liếc nhìn Diệp Đế Hào. Độ rắn chắc và dẻo dai của cơ thể chỉ là tiền đề. Ngoài những điều kiện này ra thì trong cơ thể hình nộm huyền cấp còn có rất nhiều cấm chế. Cái mà nó mô phỏng là cơ thể tu sĩ. Bên trong cơ thể cũng có kinh mạch, xương cốt. Tụ linh phù chính là đan điền của nó. Còn huyền linh phù chính là huyền thuật mà chúng ta ban cho nó. Hiểu chưa? Nói tới đây, Bàng Đại Xuyên lại lần nữa giơ tay, tiếp tục nói tiếp. Cần phải để cho cơ thể hình nộm
đạt được độ cứng và dẻo nhất định thì khi nó thi triển huyền thuật cũng sẽ tự làm cho mình bị thương. Nếu như không đạt tiêu chuẩn về độ cứng và độ mềm dẻo thì hồn hình nộm rất có khả năng sẽ bị tổn hại. Như vậy thì con hiểu rồi. Diệp Đế Hào xoa xoa cằm, anh lại lần nữa ghé lại gần bàn Đại Xuyên hỏi, tụ linh phù có đắt không ạ? À? Nhìn thấy bàn Đại Xuyên ngáp một cái rồi vươn vai, sau đó giơ hai đầu ngón tay lên. 20.000. Diệp Đế Hào hỏi họ dò, người nghĩ cái gì vậy? 20.000 linh thạch mà muốn mua tụ linh phù sao? Bàn Đại Xuyên cất giọng lên cao vút khiến Diệp Đế Hào run rẩy. Không phải là 200.000 linh thạch chứ ạ? À? Diệp Đế Hào hỏi lại, thừa lời. Đắt vậy sao ạ? Diệp Đế Hào nuốt nước bọt. Đây mới chỉ là tụ linh phù cấp thấp nhất. Có điều, một đạo tụ linh phù cấp thấp cũng đủ cho huyền hình nộp huyền cấp dùng trong thời gian dài. Nếu như là tụ linh phù cao cấp thì còn có thể dùng trong 1-2 năm, không thành vấn đề. Đương nhiên, tụ linh phù cao cấp sẽ đắt hơn, 600.000 linh thạch. Nói xong, bàn Đại Xuyên không quên giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ lên làm ký hiệu. Diệp Đế Hào tặc lưỡi, anh vốn nghĩ rằng có vài trăm nghìn linh thạch đã là giàu có rồi. Thế nhưng đối với Vạn Bảo Các trong nội môn chẳng là gì. Ở một bên, bàn Đại Xuyên đã đứng dậy, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào hình nộm tử huyên. Phải nói là độ cứng của hình nộm nó cứng hơn rất nhiều so với hình nộm nhân cấp thông thường. Thế nhưng so với hình nộm huyền cấp thì còn kém xa. Cho dù nó dùng tụ linh phù và huyền linh phù thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Trưởng lão, người có chất liệu thượng hạng để luyện chế hình nộm không ạ? À? Có thì đương nhiên có, ta chỉ sợ người mua không nổi thôi. Bàn Đại Xuyên nhướng mày, nếu tính sơ sơ thì hình nộm của người cần thăng cấp tới mức huyền cấp, vậy thì ít nhất phải bỏ ra 800.000 linh thạch mua nguyên liệu. Tám trăm nghìn. Diệp Đế Hào tròn mắt lắp bắp. 800.000 linh thạch chỉ là mới tính sơ sơ thôi đó. Bàn Đại Xuyên nói rất thản nhiên, sau đó còn tính toán cho Diệp Đế Hào nghe. Này, 800.000 mua nguyên liệu thăng cấp cho một hình nộm, 200.000 mua tụ linh phù, 300.000 mua huyền linh phù, cộng lại phải là 1.300.000 linh thạch. Tiểu tử, người chắc chắn có nhiều linh thạch như vậy chứ? Không cần Bàn Đại Xuyên phải tính cho anh cũng tự tính được. Trong túi đựng đồ có huyền linh phù, anh còn thiếu nguyên liệu thăng cấp là tụ linh phù. Cũng có thể nói anh cần 1.000.000 linh thạch. Nghĩ rồi, Diệp Đế Hào quay sang nhìn hình nộm tử huyên ở một bên. Anh hiểu rõ điểm khác biệt của hình nộm này. Mặc dù mạnh, mặc dù tấn công dữ dội và còn có thể hấp thu ánh trăng và ánh sao, anh quả quyết nếu như thăng cấp cho hình nộm này thì nó nhất định có thể mạnh như phong ảnh. Bỏ ra 1.000.000 linh thạch đổi lại hình nộm ở cảnh giới chân dương cũng đáng lắm. Diệp Đế Hào nghĩ rồi quyết định, tiền hết có thể kiếm thêm, mua nguyên liệu chắc chắn hợp lý. Nào, ra cửa rẽ trái, quay về kiếm tiền đi đã. Phía này Bàn Đại Xuyên thấy Diệp Đế Hào trầm ngâm thì đã khẽ lấy tay đẩy vào người anh. Bị Bàn Đại Xuyên đẩy xích lên một bước, Diệp Đế Hào quay lại nhìn, anh ghé sát tới gần Bàn Đại Xuyên cười xòa. Bàn trưởng lão, còn muốn mua nguyên liệu thăng cấp và tụ linh phù, người có thể bớt cho con một chút được không? 1.000.000 linh thạch khỏi trả giá. Bàn Đại Hải dứt khoát. Nghe vậy, Diệp Đế Hào bĩu môi, nếu không bớt thì người tặng con thêm chút gì cũng được. Nói rồi Diệp Đế Hào không quên chỉ về lư luyện đan cao hơn 1 trượng, nếu không thì người tặng cho con lư luyện đan kia nhé. Vừa nghe vậy, Bàn Đại Hải liếc sang lư luyện đan rồi lại nhìn Diệp Đế Hào. Người cũng biết chọn đấy, giá của cái lư đó cũng tới 200.000, vả lại ngươi cũng không phải là luyện đan sư, lấy lưu luyện đan cũng chẳng để làm gì, đổi món nào rẻ hơn đi, nhân lúc ta vui ta tặng cho ngươi, còn chỉ muốn lấy lưu luyện đan đó thôi. Được, ngươi đưa cho ta thêm 10.000, lưu luyện đan đó ta tặng cho ngươi. Bàn Đại Xuyên giơ tay lên, thành công. Diệp Đế Hào vui mừng nhảy cẩn lên đồng ý ngay lập tức, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ đặt trên quầy. Tiểu tử nhà ngươi có nhiều linh thạch vậy sao? Bàn Đại Xuyên nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Ông ta mở túi đựng đồ ra rồi ngó vào bên trong. Bên trong không chỉ có linh thạch mà còn có linh dịch và những thứ linh tinh khác, cộng lại cũng phải 1.100.000 linh thạch. Sở Huyền sư muội đúng là hào phóng, còn thưởng cho ngươi nhiều đồ như vậy nữa.
Bàng Đại Xuyên tấm tắc: "Tiểu tử, người đúng là có được sư phụ tốt." Diệp Đế Hào bĩu môi: "Anh thầm nghĩ đều là do anh dùng mạng để đổi lại số tài sản này đấy." "Những gì anh nói đều là sự thật. Linh thạch, linh dịch bên trong túi đựng đồ đều là tài sản anh có được sau khi đánh lại những nhóm người bên phía Khổng Tào. Còn sư phụ xinh đẹp của anh đến một linh thạch còn chưa bao giờ đưa cho anh. Ngoài ra cứ đôi ba ngày lại lôi anh ra tẩn cho một trận." Nghĩ tới chuyện này, Diệp Đế Hào lại vô thức sờ sờ vào bên má hơi sưng của mình. "Đợi đấy, ta đi lấy nguyên liệu cho ngươi." Bàng Đại Xuyên cất túi đựng đồ rồi quay người rời đi. Sau khi Bàng Đại Xuyên rời đi, Diệp Đế Hào mới lấy lại lưu luyện đan ở cách đó không xa. Sau đó còn không quên lấy thêm vài bình linh dịch. Chẳng mấy chốc, Bàng Đại Xuyên đã lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Đế Hào. "Nguyên liệu dùng cho hình nộm thăng cấp tụ linh phù, còn có một số phương pháp lạc ấn cấm chế bên trong hình nộm đều ở trong này cả. Đa tạ trưởng lão." Diệp Đế Hào nhận lấy túi đựng đồ, nhìn vào bên trong và nhận ra bên trong toàn những món đồ sáng lấp lánh, còn có cả một tấm tụ linh phù phát sáng nữa. "Tiểu tử, Sở Linh sư muội xuất quan chưa?" "Sở Linh? Ai là Sở Linh à?" Diệp Đế Hào đang cúi đầu nhìn túi đựng đồ thì bất giác ngẩng đầu lên hỏi lại. "Sở Linh là... thôi bỏ đi, hôm khác ta tới Ngọc Nữ Phong sau." Bàng Đại Xuyên không trả lời, chỉ khoát tay rồi lại ngồi trên chiếc đệm hương bồ, sau đó giơ tay lại lần nữa chìm vào trong trạng thái tĩnh tâm. Nhìn thấy vậy, Diệp Đế Hào không hỏi thêm nữa, anh cất túi đựng đồ rồi rời đi. Ra khỏi Vạn Bảo Các, Diệp Đế Hào không dừng chân, anh muốn nhanh chóng quay về để thăng cấp cho Tử Huyền. Có điều khi đi qua một góc linh sơn, Diệp Đế Hào đột nhiên dừng lại. Anh trông thấy trên một cây linh thụ to cao đang có hai người bị treo lơ lửng trên đó, cứ thế đu đưa theo chiều gió. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Hồng Nhị và Tạ Vân hay sao? "Ôi cha, chuyện gì thế này?" Diệp Đế Hào sững người, anh đi tới dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn Hồng Nhị và Tạ Vân. Hai tên này mặt mũi sưng vù, từ đầu tới chân toàn là dấu chân. Vả lại trên đạo bào còn có từng vết rách, đầu tóc rối bời như tổ quạ. Người không biết còn tưởng rằng cả hai tên này vừa đánh nhau với chó. "Chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn, mau thả ta xuống." Thấy người vừa tới là Diệp Đế Hào, Tạ Vân và Hùng Nhị rít lên. Diệp Đế Hào ho hắng nhưng vẫn ngưng thí thành dao, cắt đi tiên thần đang trói bọn họ. "Mẹ kiếp, chết tiệt." Vừa được thả xuống, cả hai ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa. "Sao vậy? Ai đánh người thế?" Diệp Đế Hào quỳ xuống đất, trong lòng anh có cảm giác hết sức lạ. Đó chính là nhìn thấy Hùng Nhị và Tạ Vân bị đánh như thế này, làm sao anh lại thấy vui chứ? "Tề Dương." Tề Vân tức tối mắng chửi. "Khổng Tào." Điều khiến Diệp Đế Hào phải bất ngờ đó chính là cái tên mà Hùng Nhị nói ra. "Các người ăn no rửng mỡ à?" Diệp Đế Hào nhìn hai bình ngọc linh, đưa hai bình ngọc linh dịch tới trước mặt hai tên. "Khổng Tào thì ta không nói. Tên này mặc dù không phải tử tế gì, nhưng hắn ở cảnh giới chân dương thực thụ. Còn đường huynh của Tề Hạo là Tề Dương mà các ngươi cũng đụng tới. Ta nghe nói hắn chính là người xếp thứ 8 trong 9 đệ tử chân truyền ở nội môn. Đánh nhau với hắn không bị dập cho mới lạ. Còn không phải tại ngươi sao chứ?" Diệp Đế Hào vừa dứt lời, Hùng Nhị và Tạ Vân liền lườm anh. Ánh mắt như muốn tóe lửa. "Ông đây đụng tới ai chứ? Mới sáng sớm vừa ra khỏi núi đã ăn luôn một cái bạt tai của tên Khổng Tào." Hùng Nhị tức tối nói liên mồm, bắn hết cả nước mọt ra ngoài. "Ta thì có khác gì, đi ra sau núi hái linh thảo, vừa đi vào đã bị đánh." Tạ Vân rít lên. "Còn ngươi thì tốt rồi, cả ngày trốn như con rùa rụt cổ ở Ngọc Nữ Phong, bọn ta bị đánh cho hoa cả mắt đây này." Nghe vậy, Diệp Đế Hào vô thức xoa mũi, anh hiểu ra rằng Tề Dương và Khổng Tào trút giận hết lên đầu Hùng Nhị và Tạ Vân. Bọn họ đang nói chuyện thì ở phía xa có người đi đến. Người này thân hình cao to lực lưỡng, để vai trần, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, trên tay còn cầm hai cái búa. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Hoắc Đằng hay sao? Thấy vậy, Diệp Đế Hào liền nhếch miệng. Nếu nói về Hoắc Đằng thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn Tạ Vân và Hùng Nhị là mấy. Mặt mũi sưng vù, khắp người toàn dấu chân, đến cả cái hai cái búa to kệt cũng đã bị méo đi. "Người cũng bị đánh sao?" Tạ Vân và Hùng Nhị nhìn Hoắc Đằng từ đầu tới chân. "Thừa lời." Hoắc Đằng tức tối dậm chân. "Tên chó Giang Dương đó nói một đánh một nhưng lại dở trò với ta."
Giang Dương, đường huynh của Giang Hạo sao? Nói tới đây, Hoắc Đăng lại ném ánh mắt bất lực bực dọc sang phía Diệp Đế Hạo. Được rồi, ba huynh đệ của mình bị đánh trong cùng một ngày, vá lại người ra tay đều là những đường huynh hoặc sư huynh của kẻ thù ở ngoại môn. Đây rõ ràng là âm mưu từ trước. Diệp Đế Hạo chắc chắn rằng không chỉ ba người phía Tạ Vân mà Tiêu Cảnh và Vương Lâm cũng chẳng ngoại lệ. Mấy người phía Khổng Tào không tìm được Diệp Đế Hạo thì trút hết giận lên đầu bọn họ. Mẹ kiếp, đánh lại! Tạ Vân tức tối, ông đây từ ngày xuất đạo chưa bao giờ bị nhục như thế này. Đánh, phải đánh! Hoắc Đăng và Hùng Nhị cũng mắng chửi, bắn tòe loe nước bọt ra. Nào nào, cùng tính kế đi. Dưới gốc cây hiện ra cảnh tượng cả bốn tên chúi đầu vào thì thầm to nhỏ. Có đệ tử nội môn đi qua thấy bọn họ chúi đầu vào nhau thì tỏ vẻ bất ngờ. Không cần nghĩ cũng biết cả bốn tên đang âm mưu gì đó chẳng tốt đẹp. Ngươi nhìn cái gì thế? Thấy cả đám đệ tử nội môn nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, Hùng Nhị lên giọng nạt. Nghe thấy vậy, đám đệ tử kia lập tức tản đi. Mặc dù bọn họ không sợ Hùng Nhị, nhưng sợ cái tên không yên phận như Diệp Đế Hào. Bọn họ hãy còn nhớ cảnh tượng mấy ngày trước ở rừng hoang. Bốn tên này mặc dù vừa vào nội môn, nhưng tên nào tên nấy rất hung hăng. Như vậy được không? Phía này ba người phía Tề Vân liếc nhìn Diệp Đế Hào. Bọn chúng không dễ mắc bậy vậy đâu. Nếu kéo cả đám đến thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị đánh cho ra trò. Cùng lắm bị đánh thôi mà. Diệp Đế Hào nhún vai. Vậy người cứ tính cho chuẩn đi. Hoắc Đăng vỗ vai Diệp Đế Hào, sau đó liếc mắt sang Tạ Vân và Hùng Nhị, rồi cả ba tên cùng đứng dậy đi về phía sau ngọn núi ở nội môn. Còn Diệp Đế Hào đợi cả ba tên này rời đi thì mới đứng dậy vươn vai, sau đó khiêng theo Thanh Thiên Quyết hùng hăng bước đi. Trên cả đoạn đường đi, Diệp Đế Hào luôn liếc nhìn hết bên này đến bên kia. Anh đang tìm người, mà tìm ai cơ? Đương nhiên là tìm mấy người phía Khổng Tào và Giang Dương rồi. Nếu như thấy một tên trong số đó thì anh sẽ không do dự mà dẫn dụ bọn họ ra sau núi. Chẳng mấy chốc, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Người vừa bước ra khỏi tàng thư cát, mặt mày hết sức bình thường nhưng khí tức lại mạnh mẽ. Nhìn kỹ, há chẳng phải là Giang Dương hay sao? Diệp Đế Hào! Giang Dương vừa ra khỏi tàng thư cát liền trông thấy Diệp Đế Hào với bộ dạng ngông nghênh thì mặt hắn tối sầm cả lại. Cảnh tượng xảy ra vài ngày trước khiến hắn vẫn chưa thể nguôi cơn giận. Vừa thấy Giang Dương, Diệp Đế Hào vội dừng bước, không nói lời nào, quay người toàn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Cơn phẫn nộ bốc lên, Giang Dương không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Bộ pháp huyền diệu vô thường, hắn di chuyển nhanh như cơn gió. Từ khi kết thúc thử thách ở rừng hoang, Giang Dương lúc nào cũng muốn tìm Diệp Đế Hào tính sổ. Ngặt nỗi Diệp Đế Hào vẫn luôn nấu mình trong Ngọc Nữ Phong, nên hắn đành bất lực. Hôm nay thấy Diệp Đế Hào xuống núi, hắn không phát điên mới lạ. Phía này Diệp Đế Hào đã thu lại Thanh Thiên Quyết, bước ra bộ pháp huyền ảnh tốc ảnh thiên hoan, tốc độ tăng lên đáng kể. Nên biết rằng anh bị hạn chế bởi tốc độ của Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn, tốc độ không đạt được trạng thái đỉnh phong, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ khiến Giang Dương tóm được. Giang Dương sư huynh, việc ở rừng hoang là hiểu nhầm cả thôi. Lúc này Diệp Đế Hào không quen hét toáng về phía sau. Sư đệ cũng chỉ là bị ép nên mới lột y phục của sư huynh. Được đấy, nói gì không nói, lại cứ nói tới chuyện này. Giang Dương như muốn nổ tung đầu óc, hắn bốc hỏa, tốc độ lại tăng lên. Thấy vậy Diệp Đế Hào cũng vội vàng tăng tốc. Mục đích của anh đã đạt được, anh đã dụ Giang Dương thành công. Việc anh cần làm chính là dẫn dụ Giang Dương tiến vào ngọn núi ở phía sau nội môn trong thời gian ngắn. Nếu không, một khi để Giang Dương và Tả Khâu Minh biết anh xuống núi thì nhất định sẽ vây bắt anh. Lúc đó kết cục của anh cũng sẽ bị đánh tập thể như bọn Tạ Vân mà thôi. Chẳng mấy chốc, Diệp Đế Hào đã tới được mảnh đất sau núi, đi tới địa điểm mà anh hẹn trước với mấy người phía Tạ Vân. Phía sau, Giang Dương như con chó điên đuổi tới. Âm uinh âm! Chẳng mấy chốc, ở ngọn núi phía sau liền vang lên những âm thanh liên tiếp. Giang Dương chỉ mãi đuổi theo Diệp Đế Hào, không hề phát hiện mình đã mắc bẫy mà nhóm người phía Tạ Vân bố trí từ trước. Hắn ngay lập tức bị trúng đạn địa lôi, văng ngược ra khỏi đó. Bắt đầu! Hồng Nhị hét lên, sát phạt tới. Cây gậy răng sói trong tay biến to lên. Rầm! Giang Dương còn chưa kịp đáp xuống đất, đã lại lần nữa bị Hồng Nhị bay tới đánh cho một trận. Trấn Thiên Chùy! Phía sau, Hoắc Đăng bổ nhào tới. Giang Dương vừa xuất ra binh khí thì đã bị ăn ngay một búa. Cuồng Long Trưởng! Tạ Vân cũng di chuyển,
đánh ra ba chưởng liên tiếp, hiện trường hết sức hỗn loạn, có tiếng gầm của rồng vang lên. Ba đạo hình long chưởng ấn lần lượt quất vào người Giang Dương. Giang Dương vừa đứng dậy thì lại ngã nhúi dụi ra đất. Các người dám? Giang Dương phẫn nộ, triệu hồi binh khí. Người có, ta cũng có. Tạ Vân cười lạnh lùng, phần trán có linh quang xuất hiện. Giây phút sau, một linh kiếm to bằng móng tay bay ra. Tu vi của hắn ở cảnh giới chân dương, trong cơ thể linh lực dồi dào, hắn có khả năng ngự động binh khí. Bang! Tạ Vân ngự động linh kiếm, một kiếm chém bay binh khí của Giang Dương, đến cả Giang Dương cũng phải lảo đảo. Giang sư huynh, phía sau vang lên điệu cười của Diệp Đế Hào. Nghe vậy, Giang Dương chợt quay người không nói lời nào, quất ra một chưởng. Có điều Diệp Đế Hào đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh chóng né qua được đòn đánh của Giang Dương. Sau đó một đạo u quang bay ra khỏi tay áo, được anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu nhìn kỹ thì đây chính là chiếc roi sắt màu đen chuyên đánh vào linh hồn con người. A! Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết của Giang Dương vang lên. Hắn bị Diệp Đế Hào đánh thật mạnh vào sau đầu, đầu óc mơ hồ, thất khiếu chảy máu, mắt mờ cả đi. Và quan trọng hơn là cả linh hồn hắn như bị vật nặng đập xuống. Vút! Diệp Đế Hào lại lần nữa vung roi quất cho Giang Dương hai roi, khiến hắn ta ngất liệm đi. Ôi cha! Vừa thấy vậy, ba người Tạ Vân thẫn thờ. Bọn họ thẫn thờ nhìn cây roi sắt trong tay Diệp Đế Hào. Không ngờ cái roi đen xì kia lại mạnh như vậy. Mới chỉ quất có ba roi mà đã có thể hạ gục Giang Dương rồi. Đặc biệt là Hùng Nhị, hắn đã nhớ ra nguồn gốc của cây roi trong tay Diệp Đế Hào. Hắn đột nhiên cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình đau nhói. Hôm đó, trong buổi đấu giá ở chợ đen U Minh, thứ mà hắn thấy vớ vẩn nhất chính là cây roi sắt kia. Bây giờ xem ra hắn đã quá sai lầm rồi. Mau dọn dẹp chiến trường. Diệp Đế Hào thu lại cây roi sắt, lấy đi túi đựng đồ của Giang Dương. Ba người phía Tạ Vân cũng nhảy lên giống như đạo tặc, lần mò khắp người Giang Dương và lấy đi những món bảo bối khác. Đến cả đồ treo sức treo ở bên hông cũng không thoát khỏi tay. Sau khi lấy sạch đồ trên người Giang Dương, bốn người ném hắn vào cái hố đã đào trước. Trước khi lấp đất lại, Diệp Đế Hào không quên dùng mê hương khiến hắn ngủ say hơn. Rút! Xong xuôi, Diệp Đế Hào khoát tay, cả bốn tên rút lui không thấy tăm hơi, theo đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước.